Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu nhằm cụ thể hóa các quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Theo đó, sẽ điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của lao động nữ từ 55 tuổi lên 60 tuổi, của lao động nam từ 60 tuổi lên 62 tuổi. Thời gian bắt đầu lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của cả lao động nam và nữ từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam và 4 tháng với nữ để tuổi nghỉ hưu của nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035, của lao động nam đủ 62 tuổi vào năm 2028. Bên cạnh đó, Bộ Lao động cũng đề xuất người lao động có thể nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định chung. Đó là người bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại. Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ khẩn trương áp dụng công nghệ thông tin cho phép từng học sinh đăng ký mua sách giáo khoa qua mạng. Và hệ thống này cũng sẽ cho phép học sinh đăng ký nhận sách cũ học lại để giảm số lượng sách in mới nhằm tiết kiệm chi phí. Trước thực trạng khan hiếm sách giáo khoa khiến nhiều gia đình gặp khó khăn trong việc tìm mua sách cho con. Tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực mới đây, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cam kết sẽ có những giải pháp chấm dứt tình trạng này. Cụ thể, thay vì phải đi từng nhà sách tìm mua sách hoặc mua sách từ nhà trường, học sinh có thể đăng ký mua sách giáo khoa qua mạng. Nơi nào chưa có mạng thì hệ thống bưu điện sẽ thống kê giúp để các nhà sản xuất nắm bắt được đầy đủ nhu cầu để chuẩn bị, sau đó chuyển trực tiếp đến tận tay học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu tuyệt đối cấm mọi tổ chức cá nhân ép buộc học sinh phụ huynh mua tài liệu tham khảo. Nếu phát hiện trường hợp làm không đúng, phụ huynh học sinh có thể phản ánh đến cơ quan quản lý nhà nước. Đặc biệt yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương tổ chức thanh tra kiểm tra cơ sở giáo dục phổ thông trong việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến câu chuyện báo chí phản ánh về việc xây dựng khẩu hiệu hơn 10 tỷ đồng trên đồi Ông Tượng, thì ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cho biết lãnh đạo tỉnh đã có chỉ đạo kiểm tra và yêu cầu chủ đầu tư rà soát lại tổng vốn công trình. Hôm nay Tuổi Trẻ có bài viết Hòa Bình kiểm tra vụ dựng khẩu hiệu hơn 10 tỷ đồng trên đồi Ông Tượng. Theo quyết định số 1612 ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, công trình lắp đặt khẩu hiệu tạo cảnh quan trang trí khu vực đồi Ông Tượng có tổng trị giá thực hiện là 10,3 tỷ đồng được chia thành 5 gói thầu. Trong đó, gói thầu thi công xây lắp xây dựng công trình khoảng 10 tỷ đồng. Các gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, tư vấn thẩm định kết quả và đấu thầu hay bảo hiểm công trình là vào khoảng hơn 300 triệu đồng. Về công trình xây dựng khẩu hiệu khu vực tượng đồi Ông Tượng, thành phố Hòa Bình, theo ông Nguyễn Tuấn Anh, trước đây đồi Ông Tượng bị sạt lở nên được Thủ tướng đồng ý cho đầu tư xử lý sạt lở. Tỉnh đã mời các chuyên gia đầu ngành xử lý sạt lở theo hướng xây dựng địa hình bậc thang đồi hiện nay. Về việc lý do phải lắp dựng biển hiệu và tạo cảnh quan đồi Ông Tượng, theo ông Nguyễn Tuấn Anh, thì trong quá trình xử lý thì nhiều cây xanh đã bị chặt đi và đồi trở nên trơ trọi. Theo đó thì phía trên đồi tỉnh đã dựng tượng đài Bác Hồ, dưới chân đồi là hàng loạt công trình thuộc trung tâm hành chính của tỉnh. Vì vậy để tạo cảnh quan cho khu vực thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã đồng ý cho dựng khẩu hiệu đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại như các tỉnh thành khác để làm cho bà con dân tộc của tỉnh ghi nhớ công ơn của Bác, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo đó thì các hạng mục thi công bao gồm bên ngoài việc kết cấu khung thép thì bảo thành tấm alumin, mặt chính diện bằng tấm thép sơn tĩnh điện, trên mặt đục lỗ bố trí bóng đèn LED, hệ thống đèn LED điều khiển tự động hay hẹn giờ. Tỉnh Hòa Bình yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch khi tổ chức thi công lắp dựng khẩu hiệu tạo cảnh quan căng trang trí khu vực đồi Ông Tượng không làm ảnh hưởng tới việc xử lý sạt trượt của khu vực phía đồi Ông Tượng. Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang Bộ Công an làm rõ 12 cơ sở nhà đất. Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai, trong đó có đất có nguồn gốc từ nông lâm, trường quốc doanh tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam và Tổng công ty Chè Việt Nam. Qua đó đã phát hiện hơn 180.000 ha đất tại 30 tỉnh thành xảy ra sai phạm, tồn tại cần phải được xử lý. Trong đó, tổng diện tích đất bị lấn chiếm của 3 tập đoàn và tổng công ty nêu trên lên đến gần 20.000 ha. Nhưng đến nay thì mới phối hợp tại các địa phương thu hồi hơn 1.600 ha.
Theo kết luận thanh tra, nguyên nhân chủ yếu là do diện tích đất địa phương giao cho các công ty theo ranh giới quy hoạch sử dụng đất. Khi nhập bàn giao đất và khai hoang trồng cao su thì phát hiện một số diện tích đã được người dân canh tác lâu năm, chưa có hồ sơ pháp lý đất đai. Khi nhận bàn giao đất đã có một phần diện tích đất người dân sử dụng canh tác từ lâu. Một số công ty thành viên có diện tích đất bị lấn chiếm lớn như là công ty cổ phần cao su Dầu Tiếng Lào Cai với 1.400 ha, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Thanh Hóa 1.700 ha, công ty Phú Riềng là 5.000 ha. Tại Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, kết luận đã chỉ rõ tổng diện tích đất nông nghiệp bị lấn chiếm là hơn 8.600 ha. Trong đó, thì diện tích đất đã thu hồi là 1.200 ha. Một trong các nguyên nhân là do các lâm trường quốc doanh được giao đất nông nghiệp, nhưng để đất trồng nhiều năm không đưa vào sử dụng nên bị dân lấn chiếm. Đất lâm nghiệp thì chưa được đo đạc, cắm mốc và chưa có bản đồ địa chính, không có hồ sơ ranh giới cụ thể nên không có đầy đủ hồ sơ pháp lý. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm hiện nay thì phần lớn trường đại học tại thành phố Đà Nẵng sẵn sàng đón tiếp sinh viên các địa phương đến nhập học năm học mới năm 2020-2021. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều trường sử dụng hình thức đăng ký nhập học trực tuyến, tránh tập trung đông người. Hiện nay, các trường cao đẳng đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cơ bản chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón tân sinh viên. Tuy nhiên, mỗi trường sẽ chọn các thời điểm khác nhau để sinh viên làm thủ tục nhập học. Thí sinh mà đã thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt thứ nhất thì hiện tại là các bạn xét tuyển theo phương thức học bạ thì đã hoàn thành cái việc xác nhận nhập học tại trường. Các bạn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 ở khu vực mà vướng vào vùng dịch ấy, thì các bạn sẽ hoàn thành cái việc thủ tục xác nhận nhập học vào ngày 26 tháng 9 này. Với các thí sinh mà thuộc diện xét tuyển thẳng thì Đại học Đà Nẵng đã gửi văn bản đến các sở giáo dục và đào tạo và danh sách để nhờ các sở thông báo về cho các em biết. Và chính vì nhờ đó mà thí sinh đã nhận được các thông tin đầy đủ về việc xác nhận nhập học và thực hiện đúng cái tiến độ nhập học theo cái quy định của Bộ. Các trường học ngoài công lập tại Đà Nẵng tổ chức cả hai hình thức nhập học cho thí sinh là đăng ký hồ sơ nhập học trực tiếp và online thông qua trang web, mạng xã hội. Đại diện nhiều trường cho biết lượng sinh viên đăng ký nhập học trực tuyến tăng cao vì tâm lý e ngại tập trung đông người do ảnh hưởng dịch COVID-19. Đến thời điểm này thì cái tình hiệu các em đăng ký về trường rất khả quan. Khả quan hơn năm ngoái rất nhiều. Và trường cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả các cơ khấu để mà tiếp đón tân sinh viên một cách chú đáo nhất. Đầu tháng 10, đồng loạt các trường đại học tại Đà Nẵng sẽ tổ chức nhập học. Hiện nhiều trường cũng xây dựng các mức miễn giảm gia hạn nộp học phí cho từng đối tượng thí sinh cụ thể trong tình hình kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, việc thổi giá trị của máy robot Rosa dùng trong phẫu thuật sọ não lên gấp 4 lần so với giá trị thực. Hàng trăm bệnh nhân của Bệnh viện Bạch Mai đã bị móc túi với khoản tiền là 10 tỷ đồng. Nhưng đây chưa phải là thiết bị y tế duy nhất bị thổi giá tại bệnh viện này. Bao nhiêu thiết bị y tế bị thổi giá ở Bệnh viện Bạch Mai? Một câu hỏi và cũng là một nhan đề bài viết đáng chú ý được đăng tải trên thanhniên.vn. Liên quan đến vụ việc thổi giá thiết bị y tế lừa đảo bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, nguồn tin Thanh Niên cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Công an C03 đã tiếp tục mở rộng điều tra xác minh đối với toàn bộ chương trình liên doanh liên kết xã hội hóa đã thực hiện tại bệnh viện này. Thông tin ban đầu, từ năm 2007, Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai 35 đề án xã hội hóa liên doanh liên kết hoặc góp vốn liên doanh với các doanh nghiệp và cán bộ, bệnh nhân nhân viên bệnh viện để lắp đặt trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh tại một số khoa của bệnh viện. Đến nay đã có 10 đề án thanh lý hợp đồng, còn 27 đề án xã hội hóa đang hoạt động. Trong số này, thì Công ty Cổ phần Công nghệ Y tế BMS được biết là đối tác quan trọng Bệnh viện Bạch Mai với hàng loạt thiết bị được lắp đặt tại bệnh viện này theo hình thức xã hội hóa. Theo đó, thì hệ thống robot Rosa phẫu thuật nhằm hỗ trợ phẫu thuật thần kinh tại khoa phẫu thuật thần kinh sọ não là đặc biệt nhất. Theo nguồn tin của Thanh Niên, ngoài robot Rosa từ năm 2017, thì BMS còn thực hiện hợp đồng liên doanh liên kết với Bệnh viện Bạch Mai qua việc lắp đặt robot hỗ trợ Marco trong phẫu thuật thay khớp háng, khớp gối tại khoa chấn thương chỉnh hình cuộc sống. Theo hợp đồng, thì tổng giá trị đầu tư thiết bị robot Marco là 44 tỷ đồng, do công ty BMS đầu tư 100% vốn, thời hạn liên kết là 7 năm đến năm 2024. Sau khi trừ thuế thu nhập và các chi phí chung, công ty được chia lợi nhuận 50% và Bệnh viện Bạch Mai là hưởng 50%. Tuy nhiên, thiết bị này khi nhập về qua khai báo hải quan chỉ có giá vào khoảng 23 tỷ đồng. Theo ước tính, trong năm 2017-2018, Bệnh viện Bạch Mai và BMS đã thu lãi từ thiết bị này hàng trăm triệu đồng nhằm chia nhau.
Thưa quý vị, với quy định cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động trong giờ học, nhiều giáo viên cho rằng cần có quy định cụ thể, ban hành những quy tắc sử dụng khi nào và không sử dụng khi nào để tránh những vướng mắc với giáo viên. Đây là những thông tin có trong bài viết cần xây dựng quy tắc riêng về sử dụng điện thoại di động trong từng lớp học được đăng tải trên vov.vn. Thông tư 32 quy định về điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp mà Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành có quy định những hành vi học sinh không được làm, trong đó có sử dụng điện thoại di động, các thiết bị khác đi khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép. Điều này có nghĩa học sinh được sử dụng điện thoại nếu được sự đồng ý của giáo viên. Trực tiếp đứng lớp 15 năm, thầy Nguyễn Viết Tiến, giáo viên dạy toán thị xã Sơn Tây Hà Nội cho rằng, trong thời đại 4.0, việc áp dụng công nghệ thông tin trong dạy và học là xu thế chung. Song việc học sinh sử dụng điện thoại thông minh trong các giờ học thì phải áp dụng hợp lý tùy vào từng môn học, tiết học, vùng miền và điều kiện kinh tế từng nơi, bởi không phải học sinh nào cũng có điện thoại thông minh. Theo thầy Nguyễn Viết Tiến, hiện nay thì ở nhiều nơi đang cấm học sinh sử dụng điện thoại trong lớp học. Khi thấy những cám dỗ đối với các em từ mạng xã hội dễ dẫn đến sao nhãng việc học, ảnh hưởng đến tâm lý, do đó mà cần phải nghiên cứu rất kỹ về quy định này. Dưới góc độ của một giáo viên, thầy Tiến cũng cho rằng nếu không có sự chuẩn bị tập huấn kỹ càng, quy định này sẽ tạo ra áp lực đối với giáo viên. Bởi ngoài việc đứng lớp truyền đạt kiến thức thì thầy cô còn phải theo dõi học sinh có đang sử dụng điện thoại đúng theo quy định hay không. Nhiều khi thầy cô đang đứng trên bục giảng, học trò ở dưới cứ lén chơi game vào các trang mạng không lành mạnh, liệu thầy cô có thể giám sát được hết? Trong khi đó thì không phải môn học nào cũng cần sử dụng điện thoại. Như môn toán thì tôi thấy chưa cần phải cho học sinh dùng điện thoại trong lớp học. Đó là quy định sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nề nếp dạy và học, do đó mà giáo viên cần phải thêm những hướng dẫn cụ thể hơn nữa. Các nhà quản lý giáo dục cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi áp dụng, dân chủ là tốt, nhưng nếu trong lớp học các em quá thoải mái thì sẽ rất khó, thầy Tiến cho biết. Thưa quý vị, với mục tiêu phát triển phong trào toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy chữa cháy tại địa phương, đáp ứng phương châm 4 tại chỗ. Thời gian vừa qua thì tại nhiều địa phương đã tổ chức nhiều chương trình tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng dân quân, dân phòng trên địa bàn. Nhờ đó mà các hoạt động mà đội ngũ này đang dần phát huy được vai trò của mình tại khu dân cư và sẵn sàng xử lý ngay từ ban đầu khi có các sự cố hỏa hoạn xảy ra. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại Hà Nội. Đây là một buổi tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân quân, dân phòng được Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội tổ chức. Chúng tôi được trên cho đi tập huấn và cho đi học cái tối thiểu nhất trong cái công tác phòng cháy chữa cháy này, chúng tôi đều nắm bắt được và đều thuần thục biết sử dụng những các cái kỹ năng và những các cái phương tiện đơn giản nhất, từ đơn giản nhất cho đến những các cái đơn vị hiện đại nhất mà bây giờ là ở phường, mỗi phường là đều được cấp về những các cái phương tiện như xe máy hoặc là máy bơm phòng cháy chữa cháy, là chúng tôi đều là biết nắm bắt và sử dụng. Những buổi thực tập thực tiễn này thì mình sẽ giúp mình có kinh nghiệm hơn, kiểu như mình sẽ được làm thực tế như là vòi rồng hay là lắp mặt đạn độc, mình sẽ có kiến thức hơn ạ, để truyền lại cho người dân ạ. Nếu mà có vụ xảy ra thì đầu tiên thì em sẽ thông báo trước đối với 114, xong em tham gia công tác hỗ trợ người dân chữa cháy tạm thời, để chỗ nào đó lực lượng đến thì em sẽ cùng tham gia hỗ trợ họ, cái việc gì có thể hỗ trợ được sẽ hỗ trợ ạ. Toàn quận Thanh Xuân hiện có 121 đội phòng cháy chữa cháy với trên 8.000 người tham gia. Trong số này, phần nhiều là lực lượng dân phòng. Sau khi được tập huấn, trang bị các kỹ năng phòng cháy chữa cháy, lực lượng này thường xuyên tham gia tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình tại khu dân cư. Học xong thì chúng tôi về có cái tuyên truyền ở khu dân cư, tất nhất là tổ dân phố trở lên. Để các đồng chí, và ở cơ cấu chúng tôi là cái đội này thì là trong bảo vệ đều có 21 tổ dân phố, thì có 10 ô cảnh sát, lấy cái hạt nhân ở đấy để các đồng chí về tuyên truyền nhân dân để toàn bộ đấy để cách phòng cháy. Và mỗi tổ dân phố đã đề ra là cái có cái tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy dán ở khu hội trường văn hóa chẳng hạn. Đấy, thế để bà con lại nhắc nhở để phòng cháy, và cũng động viên là từng hộ gia đình nên phòng mua một cái bình CO2 đấy, bình nhỏ đấy, mỗi gia đình để 1-2 cái bình để khi phòng cháy. Theo Công an thành phố Hà Nội, từ khi trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho cán bộ cơ sở, nhất là lực lượng dân phòng, tình hình cháy nổ trên địa bàn đã giảm đáng kể.
Tuy nhiên, để triển khai đồng bộ, vẫn cần phải khắc phục một số hạn chế về kỹ năng chữa cháy, cũng như cách bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện. Các đội dân phòng ở các khu dân cư trong thời gian vừa qua thì cũng đã phát huy được những cái kết quả trong cái công tác phòng cháy chữa cháy, cái công tác mà tổ chức chữa cháy tại chỗ. Hàng năm thì Ủy ban dân quận Thanh Xuân cũng đã chỉ đạo công an quận để tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng dân phòng. Cái thứ hai là hàng năm là tổ chức cái hội thi chữa cháy cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng. Thì qua các đợt tập huấn và hội thi này để nâng cao cái trình độ nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng.